Đây là bác Chiên đang bóc tôm này. Chào bà ngoại. Nhìn gì đã xinh chưa đã? Nhìn đã xinh chưa? Xinh. Chào bà ngoại. Không chào bà ngoại thôi. Chào bà ngoại. Bà ngoại. Bà ngoại. Các bác ở Việt Nam. Hôm nay làm gì? Món gì? Món gì đây? Của cậu người bác Chiêm đang bóc tôm. Tôm. Nhà tinh gái nhất nhà đang pha mắm lên. Đâu? Cái này đâu phải mắm lên đâu mẹ. Bây giờ thì nha muối tiêu chanh. Vừa ở muối tiêu chanh. Cô Lan đang làm bánh xèo. Đâu? Lên làm bánh xèo đây. Bán bánh xèo không? Con làm bánh xèo cho bà ăn này. Bánh xèo. Xèo. Dạ. Cô Lan mình làm bánh xèo ngon. Bánh xèo ngon lắm. Nào lên nick ăn, nick thích ăn. Siêu không? Làm được hai cái một lúc. Đó. Này, cái nóng hổi này. Bao nhiêu cái đây? Bóc bánh xèo ngon lắm. Ở Việt Nam không có mà ăn ngon như thế này đâu. Này, thứ này mà quay lên mạng thì quá xinh quá. Bác Sơn. Ok. Ok. So bác Chiên bóc tôm giỏi hết. Cái này là ai đây? Dễ thương chưa? Xinh gái chưa? Hey. Ờ, cái đấy Lý không biết dùng đâu. Mày cũng xịt. Dì Nga làm gì vậy dì Nga? À. Mình nên mà. Cô Đạt chào bà ngoại không? Không chào bà ngoại. Chào Nelson, Nelson chào bà ngoại. Bà ngoại, hello. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Lịch quay cho bà ngoại xem. Oh, chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Kim Long. Okay. Chào bà ngoại. Ok. Ok. Quang Anh chào bà ngoại. Ok. À, bà nội, bà nội. Bác Sơn đúng không nhỉ? Danny chào bà ngoại. Hello. Chào bà ngoại. Amazing. Nói tiếng Việt. Tiếng Việt. Chào bà ngoại. Bà ngoại đâu biết alo là gì đâu. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Ô. Chào bà ngoại. Nói đi, chào bà ngoại. Chào bà ngoại. Chào bà nội. Bà nội. Chào bà nội. À, chào bà nội. Yeah. Chào bà nội. Thun chào bà nội. 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 Cháu chào bà ngoại. Mày để tao clean cái chỗ cháu này. Cháu vào tay đấy, cháu vào tay. Mấy số ngày quay có đẹp không cho ba 720 độ cho gì đi. Ok. Oh, để cuốn gì? Thì mình đang ăn cái gì? Đang ăn bò chiên bơ. Bò chiên bơ. Hôm nay để cuốn quả cuốn. Wow, hôm nay có bao nhiêu món nhỉ? Mày không được đưa lên mạng đúng không nhá? Thế sao? Nè. Đấy, mày chở bà, tao biết mày chở bà. Mày chở bà nhá. Ôi trời, cái gì hôm nay nhá. Ở đâu ra đấy? Ủa, Jackie đang hát à? Dì Nga đẹp gái. Ừ, dì Nga đẹp gái kìa. Dì thì cũng làm quả là đẹp. Mua đồ. Em thử. Bác Chiên nói gì không? Bác Chiên à? Bác Chiên đang bị gì? Bác Chiên đang bị gì? Ăn ngon quá. Ngon quá. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại.
thì đấy là đẻ con. Cái Lâm mẹ con đã yêu của mẹ kìa. Bà ngoại. Hello. Hello làm sao? Bà còn biết là ok là con gà đen. Không đi đổi bác sơn phải không? Ok là cái gì? Ok là con gà đen.